cấm sử dụng Android của Google. Từ sáng nay, giới công nghệ toàn cầu gần như là chết lặng khi thông tin Google chấm dứt hoàn hoàn hợp tác kinh doanh với Huawei, hãng sản xuất điện thoại lớn thứ hai thế giới, theo yêu cầu từ Tổng thống Donald Trump. Trước những thông tin trên, trong chiều nay, Huawei đã chính thức lên tiếng trong một trường mực giới hạn về vấn đề trên nhằm giải đáp thắc mắc của người dùng về số phận của những sản phẩm di động hiện tại của Huawei. Trong thông tin gửi đi, Huawei nhấn mạnh về đóng góp của mình trong sự phát triển của hệ điều hành Android trên phương diện toàn cầu khi doanh số smartphone của hãng tăng trưởng lên tới hai con số trong khi các nhà sản xuất khác đều đang gặp khó khăn hoặc là chứng lại. Huawei cũng khẳng định với tất cả người dùng điện thoại của hãng cũng như là điện thoại Honor, là một công ty con của Huawei, sẽ vẫn tiếp tục nhận được các bản nâng cấp an ninh và cả các dịch vụ sau bán hàng. Đó là những sản phẩm đã ít UAT xưởng tới tay người dùng và cả những sản phẩm đang lưu kho trên toàn cầu. Tuy nhiên, hãng này không đưa ra thêm bất cứ lời hứa nào khác ở thời điểm này huawei đã có những đóng góp quan trọng trong sự phát triển và tăng trưởng của android trên khắp thế giới là một trong những đối tác quan trọng của android chúng tôi đã làm việc rất mật thiết trên nền tảng mở để phát triển hệ sinh thái tạo ra lợi ích lớn cho cả người dùng và ngành công nghiệp thông báo của huawei nêu rõ huawei cũng cho biết sẽ tiếp tục xây dựng hệ sinh thái phần mềm an toàn và bền vững để cung cấp trải nghiệm tốt nhất cho người dùng trên toàn cầu trước đó Google đã đưa ra quyết định bất ngờ khi ngừng hợp tác với Huawei. Tuy nhiên, Google cũng cho biết người dùng hiện tại của Huawei sẽ vẫn tiếp tục có thể truy cập vào gian hàng Play Store và tiếp tục tải được các ứng dụng của hãng. Điều quan trọng chưa được tiết lộ đó là trong tương lai liệu hệ điều hành Android có được nâng cấp trên điện thoại Huawei hay không. Về phần mình, Huawei dường như đã chuẩn bị sẵn sàng cho diễn biến không vui này khi không còn quyền sử dụng hệ điều hành của các công ty từ Mỹ là Google và Microsoft. Hãng di động Trung Quốc cũng đã phát triển hệ điều hành của riêng mình để thay thế cho Android. Có vẻ như trong tuyên bố mới nhất của mình, Huawei cũng đã ngầm nhắc đến điều này khi nói rằng hãng sẽ tiếp tục xây dựng hệ sinh thái an toàn và bền vững. Phôi Linh